Hôm nay thì mình có đầu vốn là 1,5 triệu thôi ấy. Nhưng mà mình vào sự kiện ra nhận quà riêng mỗi ngày mấy ngày thì mình cũng được đấy. Thành với lại là chia sẻ Facebook mỗi ngày được 3.000 đồng nữa. Và với lại là mình có co re được khuyến mại từ nó nữa anh nhỉ. Thành ra là mình cũng được thưởng mấy trăm ấy, 300 đấy. Tổng là mình nhận được mấy lần là cũng được 300. Vốn mình chính xác 1,5 triệu thôi nha. Và hôm nay mình sẽ nào để chơi poker. Thì khi chơi poker ấy, hầu như anh em đều đánh ấy là anh em chỉ đánh trên hoặc dưới thôi, mà anh em đâu biết rằng ví dụ bán đánh trên ấy, nếu thắng trả được bao nhiêu. Tốt nhất các bạn đánh đen hoặc đỏ nó sẽ hay hơn nhé, đúng không? Đó, đánh đen hoặc đỏ nó sẽ hay hơn nhé. Mục tiêu mình vốn một mình hôm nay 1,5 triệu nha, mình lên tầm đó là 30 là mình x2 vốn anh em, là mình đánh theo tỷ lệ rờ là 1:1. Ví dụ mà vốn mình đang có là 10 mê, mình sẽ thắng 10 mê. Hầu như anh em đều đánh ngược lại theo kiểu đó là ăn non. Ví dụ anh em, mà anh em đâu biết rằng là 10 ngày anh em ăn non không bằng một ngày em thua. Đấy, ví dụ anh em vốn lên vốn 10 triệu đi, mỗi ngày em cứ ăn 1 mê, 2 mê. Nhưng mà chỉ cần một ngày thua thì các bạn là thua tất cả trước đó rồi, mà đôi khi còn thua gốc nữa. Tệ hại hơn nó còn nở nần nữa. Cho nên mình khuyến khích anh em này, đó là đừng có bao giờ nên động vào con game hên xui. Bởi nếu anh em động vào game xui rất khó rút ra. Nhưng mà mình vì sao mình làm cái video này? Vì mình làm video này để cho những anh em đó là thức tỉnh anh em là nên bỏ đi, là cái thứ nhất. Cái thứ hai là hầu như em đánh ấy, hầu như em tham lam, bởi vì anh em nào xem video này mình chắc chắn anh em có ý định đánh rồi. Nhưng mà anh em đánh, hầu như anh em đều đánh sai lầm. Đương nhiên là sai lầm gì sai lầm, cách đánh đúng đắn nó sẽ vẫn hơn nhé, đúng không anh em? Mặc dù cái quan trọng nhất vẫn là hên may mắn hên xui nữa, nhưng mà cách đánh phù hợp thì nó vẫn gọi là có sự may mắn nó thì cao hơn nhé, đúng không anh em? Em công nhận được không? Chuồn đi, à đéo về chuồn này. Trời ơi, chuồn đéo về kìa anh em ơi, cày thế. Thua lại đó này anh em kìa. Đừng có nói trước điều gì cả anh em à. Bây giờ mình có thể thắng to thắng bự, nhưng mà ngày mai mình thua hết là điều rất bình thường anh em ơi. Game hên xui đừng bao giờ anh em nói trước điều gì cả anh em. Hên thì có thể anh em ăn được nó, nhưng mà xui anh em mất hết là điều rất bình thường. Nhưng mà quan trọng là chơi ấy, thì anh em đừng có bao giờ đánh theo kiểu suy nghĩ đó là ngày ăn non mỗi ngày bao nhiêu đó. Và với lại em đánh ấy, đừng có bao giờ chú trọng đến trên hoặc dưới. Em có thể đánh đen này hoặc đỏ này, hoặc chuồn hoặc rô hoặc bích này hoặc cơ này. Vì sao những lúc đánh quy này, nếu bạn đánh dưới thắng chả được bao nhiêu, nhưng mà thua hoặc hòa cái nào bạn quy có trên có ca có át mà lựa mấy nó hòa các bạn luôn thua mà, đúng không? Thì tốt nhất những lúc đó các bạn đánh đen hoặc đỏ nó sẽ hay hơn nha. Đó là kinh nghiệm đánh của mình thôi. Có thể anh em đánh theo con cách khác anh em thắng là được, nhưng mà mình nghĩ là đó là cách đánh phù hợp nhất, nó sẽ hay hơn. Chứ ví dụ anh em khi nào anh em đánh luôn đánh trên dưới ấy, thì khả năng cao anh em sẽ là người ra đảo thôi anh em ạ. Không có chuyện ăn dễ dàng với nó đâu. Bởi mục đích game nó tạo làm gì anh em ơi? Lợi nhuận đúng không? Vậy anh em thử đặt câu hỏi rằng là lợi nhuận nó lấy từ đâu? Em thử trả lời câu hỏi đó đi. Thật đấy anh em, anh em thử trả lời câu hỏi đó đi. Đấy, hầu như anh em nghĩ rằng là lợi nhuận này nó lấy từ mỗi lần chi phí, mỗi lần anh em ví dụ anh em đặt 1 triệu thì anh em bị mất 30.000 tiền phí, nó lấy từ chi phí đó không đâu anh em. Nó sẽ bịp anh em, nó bịp bằng cách đó là nó soi anh em này. Những cái thằng nào nạp tiền nhiều nó sẽ soi trước này. Đấy, cho nên em đừng có bao giờ nghĩ một cách ngây thơ như vậy, ri ra ri đó anh em thấy chưa? Cho nên tốt nhất đừng có bao giờ luôn đánh trên dưới nha. Vẫn đánh đen lên đỏ đen nữa, hay chuồn hoặc bích nữa anh em nha. Đương nhiên chơi gì quan trọng nhất phải hên rồi anh em ạ. À, mình không gọi là à, nó thể lại thua một chuỗi luôn đấy. Ôi dồi ôi, đen thế trời. May nó thắng lại. Mình không bao giờ khuyến anh em chơi bất kỳ con game hên xui gì cả. Nhưng mà khi chơi thì mình khuyên anh em rằng nên chơi một cách hợp lý. Và chơi đừng có bao giờ mang tất cả số tiền anh em đang có vào mà chơi. Chơi thì ví dụ anh em theo phong cách thoải mái, rằng nếu hôm đó anh em thắng được thì ok anh em ngon. Còn không thắng được thì thôi, anh em phải chấp nhận. Chứ đừng có bao giờ đánh theo kiểu là thua lại cứ muốn gỡ lại bằng được nha. Đánh kiểu đó thì mình nghĩ là anh em dễ ra đảo cực kỳ luôn. Mà khi ra đảo rồi anh em rất khó để về bờ luôn ấy. Thật sự là điều đó đấy anh em. Khi em ra đảo rồi rất khó để về bờ luôn. Bởi vì sao? Bởi vì lúc anh em ra đảo ấy, anh em sẽ có hai trường hợp. Một là anh em sẽ gọi là giữ được bình tĩnh và thắng lại. Hai là anh em càng ra đảo xa hơn. Cho nên những lúc như thế ấy, thì mình khuyên anh em một điều này luôn. Bây giờ mình thua là mình nốt nói luôn này. Đó là ví dụ ngày hôm đó anh em phải xác định từ đầu của mình, đó là ngày hôm đó nạp vào bao nhiêu và sẵn sàng thua bao nhiêu và sẵn sàng được bao nhiêu. Giống như mình hôm thường ấy, mỗi ngày mình cho vốn mình 5 mê, nhưng mà mình không bao giờ nạp vào một lần. Bởi vì nạp vào một lần lỡ may mình mất bình tĩnh cái mình đánh có thể đánh tất tay ngay. Bởi vì mình thấy tiền còn nhiều mà anh em.
Thành ra những lúc đó các bạn nên chia vốn ra, có thể 3 lần, có thể 2 lần. Nhưng mà mình thường chia ra 3 lần. Mình lần đầu tiên nạp 40 năm đúng không? Lần thứ hai mình sẽ nạp 40 năm. Đấy, lần thứ ba nếu thua là mình nạp 20, nếu mà thua 5 mê chắc chắn mình nghĩ luôn. Và một tuần sau đến một tháng sau mình mới chơi lại. Chứ mình không chơi nhiều bởi vì hên xui, chủ yếu mình một là mình kiếm được tiền cà phê, hai là mất tiền cà phê thôi. Chứ mình không bao giờ xác định là làm giàu được từ nó, bởi làm giàu được nó đéo làm giàu từ nó đâu. Chỉ có anh em làm giàu từ cho nó thôi. Đây là sự thật anh em cần biết nha. Và bây giờ mình sẽ bơm vào 40 năm rồi nha anh em. Lúc này mình bỏ qua anh em ơi nha. Ok anh em, thì bây giờ mình đã trở lại nha. Lúc nãy giờ mình đã thua 40 năm rồi. Và đầu tiên mình đánh mình chọn tỷ lệ RR11 là nghĩa mình thắng 40 năm đúng không? Và trước khi mình muốn thắng 40 năm ấy, mình phải nghĩ đến gỡ lại 40 năm đã. Sau đó mình tính gì tính sau. Nhưng mà trước khi muốn gỡ lại 40 năm, mình chắc chắn mình phải giữ lại 40 năm mình đang có này đã. Hầu anh em đều vội vàng là vào đánh tập ván tập tay luôn đi. Một là nhanh lên, hai là nhanh xuống luôn đi. Nhưng mà các bạn đâu hiểu rằng là lỡ may các bạn lên được ấy, ok các bạn ngon. Nhưng mà lỡ may các bạn thua cái là không phải là các bạn ra đảo càng xa hơn anh em. Mà khi ra đảo càng xa là các bạn khả năng về bờ nó rất khó nha. Bây giờ gỡ lại, gần gỡ lại rồi nè. Bình tĩnh nha. Đang hên là mình sẽ đánh ván 500 nữa. Đây này, ngon luôn anh em, 37 nè. Bình tĩnh nha, không được vội vàng. Khi nào thua một cái như này phải giảm xuống ngay, bởi vì lúc đấy là các bạn đang thắng rồi nha. Thì phải giảm xuống ngay đi. Đừng có vội, đừng có nghỉ thắng vội. Hầu như anh em khi thắng thua một cái này anh em đều bị cuốn vào là do lúc nãy giờ em đặt to quá ấy. Mà khi chỉ cần thua một ván to cái là anh em bắt đầu là đéo muốn đặt nhỏ nữa. Các bạn cứ muốn đặt to mãi thôi. Nhưng mà bạn hiểu rằng là phải giữ vốn đã. Bây giờ mình đang thắng này mà. Thế thắng này mà anh em. Đây nè, 46 là thôi, nghĩ. Nghĩ anh em nha. Nghĩ cho việc đéo sẽ phải đánh nữa. Đúng không? Chứ ví dụ mà lỡ may các bạn lúc này cứ đánh cố định 500, lỡ mày thua là thua chuỗi rất nhanh. Các bạn thấy không? Mình đánh một xíu thôi mà nó lên nhanh như vậy. Thì dùng giống như lúc này mình đánh một xíu thôi nó lên nhanh như vậy. Đó chủ yếu mình nói để cho anh em hiểu rằng là game nó không hề dễ ăn. Đó là hôm nay mình hên ấy, lỡ mai mình thua cái này sao? Đó là mình có nguyên tắc kỷ luật rõ ràng rồi. Nhưng mà khi các bạn những người mới ấy, hay những người đánh lâu mà các bạn nhiều cái đéo kỷ luật, các bạn đéo thể đạt được nó đâu. Cho nên tốt nhất mình khuyên anh em bỏ game là tốt nhất. Nhưng mà ví dụ anh em nào nghiền quá thì anh em có thể là chơi ít ít, chơi theo kiểu là kiếm tiền cà phê thôi nha. Thôi, video này tốt, bye bye anh em.